đó. Đấy phải ở cơ có sẵn không? Không phải. Mình đây họ trong ở cơ sẵn bạn ơi. Mình đây họ có trong ở cá sẵn không? Ở đây là bằng ở xanh. Với lại là còn làm bằng bột không bác? Dạ. Đơn chỉnh đi mới làm bằng bột á. Một lon 20.000, 10 lon là 20, tấm lon 200. Một tà tà khố là khoảng triệu triệu mấy hả? Đấy, triệu mấy. Dạ. Mà bạn tưới về khố là cả loại mới được hết, chắc là khố được không bạn hả? Khố được hết, về không nhiều hết. Dạ. Không vô về làm chi về phơi à? Phơi bị sấy hả? Mày phơi mấy quẹ mới sấy à bác? Dạ thì phơi khô mới sấy đúng không? Ờ, cũng làm nông nghiệp tập cái chuyện chắc sấy. Bạn cháu cũng hỏi thì Minh Minh chưa có bạn ở giống con không? Thì mua vừa đi nữa. Hả? Hồ vài khi mua đây lại từ người biên hồ vài thằng người thằng mình mua. Không có loại vừa đi trong được không? Vẫn vùng đi cỏ sao đấy cỏ ai tiếng bạn ở giống không? Cấy á. Cái thì thú vô cũng của năm bạn cũng được giá mà của năm thì để nuôi hôm bữa trồng nuôi ra của năm hậu vua của năm thì mất vài thì nha. Không, trong ngoài này ở nhưng mà bên trong bữa đi trong được không? Bữa đi. Không có hả? Là ít ít tại sản lượng ít hả? Mua nắng hả? Là nguyên nhân là vì đắng hả? Thiếu nước à? Dạ. Đấy hổng trong ở cổ sáng ha. Giờ mua hai thế trong loại ở chi được? Hai bốn trong loại ở chi? Hai một hai không? Trong. Là hai trong chi? Hai chi hệ như là tháng qua được một hổng hả? Đâu được phùng chứ nữa. Đâu được phùng á. Thì lo này một cái lắm bác. Cái ở cái không? Cháu con trai có người thứ đó thì xinh xắn con người có thứ đó. Dạ trời trời mới vừa trả ra được. Cô sản ra nhà trong anh được để cho mình nước nó đầy đủ ăn lấy thì chứ sẽ đi. Đồ này sâu bình nhiều không? Ô bơm nhiều không? Có bơm nhiều không? Dạ. Được rồi nhưng mà giờ bơm nhiều không? Lên dưới chơi đi là dọn ghế rồi. Đất cát này quá đẹp đấy hả? Tại đấy mà bên bỏ trụ nữa thế. Phân gà là cái ở bạc ấy.